Morning, everybody, and welcome to Breakfast of Champions, where everyone can be a champion in life, family, and business. Hôm nay chúng ta sẽ dùng tiếng Việt, okay? And today we begin a new series. Sẽ có một series mới. What is true love? Thế nào là tình yêu chân thật? Hôm nay rất là vui có thể chia sẻ Phạm Thị Phương Liên, Phạm Thị Liên ở đây là giám đốc kinh doanh và thiệp thị marketing của Tân Bình ICC. Và chị Liên đã có hai con, một con gái và một con trai, đúng không? Và đó là gia đình được bao lâu rồi? 8 năm. Bây giờ muốn hỏi chị Liên là chị đã quên chồng của chị như thế nào và hai người quyết định đi đến tình yêu như thế nào? Chị vui trong gia đình, trong marriage. Thực ra nếu như mà vui thì chỉ trong cuộc sống thì nó cũng vui, những lúc vui nhưng mà tôi hài lòng với cái sự lựa chọn của mình. Và chị làm thế nào để duy trì tình yêu sâu sắc sau rất nhiều năm? How do you keep the love strong after so many years? Yeah, thì nó có rất là nhiều cái không phải là chỉ một mình bản thân mình là có được. Ra thì có lẽ là tôi cũng may mắn, tôi gặp được người bạn cũng có cái tình cảm. Như kiểu bạn nói rất là strong đối với mình. Thực ra thì hai đứa con cũng chính là cái là những cái tình cảm có trở nên gắn bó. Very deep, right? And please send in your questions to me at boc@radical-coaching.com. If you have questions to ask about true love, please write to me. Right? So next question, chị làm thế nào để giữ gần cân bằng cuộc sống trong vài trong người vợ, người mẹ và người phụ nữ có sự imbalance. Mother, wife, and career. Về nhà hoặc là khi mà tôi gặp các con tôi thì tự nhiên những cái gì đến
tự nhiên nó clear rồi tôi ngay lập tức tôi chơi với nó rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Nhưng mà thực sự ra thì đó là cái việc mà người mẹ, cái trách nhiệm của người mẹ, và nó không phải là một cái trách nhiệm mà nó như là một cái sự enjoy cái vai trò của người mẹ mình đối với đứa con vậy đó. Đúng, tôi cũng có nhiều là trách nhiệm với con, cảm thấy rất là thoải mái và rất là vui vẻ khi mà mình được lo lắng cho con mình, được vui chơi với con mình, và thậm chí là được ra con mình khi mà nó làm bài không được, hay là nó học, hay là nó chơi không đúng gì đó. Thì đối với tôi nó không có gì là trách nhiệm, mà nó như một sự rất là cho cái trách nhiệm đó. Mình thật sự ra có một cái hơi khó của một cái chính là cái việc là hoàn thành cái vai trò của người vợ. Thì thật sự ra thì người bạn đời của tôi cũng rất là thông cảm, bởi vì anh cũng có công việc của mình và anh cũng hiểu được áp lực công việc của tôi là như thế nào. Nhưng mà vì vậy cho nên là nhiều khi bạn nó hơi thiệt thòi so với lại hai đứa nhỏ một chút, bởi vì tôi dành thời gian cho bạn người bạn đời của tôi ít hơn những hai đứa con rất là nhiều. Và khi mà tôi gặp anh ấy thì tôi không phải là tôi quy công việc rồi, tôi đem cái sự rắc rối của công việc của tôi là tôi trao đổi với lại người bạn đời của mình. Vậy cho nên là gần như là ảnh ngoài áp lực công việc của ảnh ra, ảnh còn phải nghe những áp lực công việc của tôi hoặc là cho tôi thêm cái ý kiến về cái công việc của mình. Và thực ra thì chỉ thỉnh thoảng vào những cuối tuần thì chúng tôi có đi chơi cùng với nhau, ví dụ như gửi con cho bà chăm sóc, chơi với nhau một tí hoặc là xem phim cùng với nhau. Và đặc biệt là phải nói chuyện với nhau rất là nhiều, nói chuyện rất là nhiều để mà biết được cái khó khăn của mình, khó khăn của những người bạn của mình. Và do chúng tôi có một cái cũng là một cái lợi thế mà nó cũng là có thể là một cái không lợi thế lắm, là do hai người làm hai cái ngành hoàn toàn khác nhau, cho nên là nhiều khi cái ý kiến của tôi cho cái công việc của anh nó ý kiến của anh cho công việc của tôi thì cũng không được đến nơi đến chốn. Nhưng mà thực sự ra có lẽ là do mình ở ngoài mình nhìn vào công việc của người khác thì mình cảm thấy không có áp lực như điều mình đang ở trong. Vì vậy nên thật tôi nói chuyện với nhau rất là dễ dàng, và tôi nghĩ đó có lẽ là cái giúp cho tôi hoàn thành, không biết là có hoàn thành được cái vai trò người vợ của mình hay không, nhưng mà tôi cảm thấy cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì tất cả mọi cái khó khăn của tôi đều có thể chia sẻ được với chồng của mình. Và những sở thích thì hai vợ chồng hoàn toàn có những sở thích trái ngược nhau hoàn toàn. Nhưng mà tôi cũng cố gắng lắng nghe khi mà anh ấy chia sẻ về sở thích của anh đó. Và anh cũng cố gắng lắng nghe khi mà tôi chia sẻ về sở thích của tôi. Và hai người cũng thỉnh thoảng cũng có thử cùng nhau. Ví dụ như anh rất là đam mê xe hơi, những cái bệnh tôi cũng hiểu gì cả, nhưng mà khi anh nói thì tôi cũng nghe, tôi chỉ đánh giá trên cái góc độ thẩm mỹ của mình thôi, chứ không phải là trên góc độ kỹ thuật của anh đó. Còn khi mà tôi thì tôi rất là đam mê về nghệ thuật, kiến trúc, rồi hội họa, thì anh cũng không hiểu lắm đâu, nhưng mà anh xem anh cũng nhìn cũng được này nọ kia, anh cũng sẵn sàng đi cùng tôi, rồi tôi yêu cầu anh đi cùng tôi đến những nơi triển lãm hay là gì nọ. Thì tôi nghĩ là có lẽ cái lợi thế của chúng tôi là do chúng tôi là bạn với nhau trong thời gian rất là dài, và cho nên là bây giờ chúng tôi mặc dù là vợ chồng nhưng mà tôi cứ nghĩ là anh đang là bạn của mình thôi. Và cảm ơn điều chị. Và theo chị nói, nhưng mà muốn xây dựng một quan hệ hay là gia đình bạn bè thành công không có bí mật, là có bí mật là phải chăm chỉ đi nhắn tin tốt hơn, chăm chỉ đi hàng ngày xây dựng tiếp tục xây dựng quan hệ. Tại vì nhiều người nghĩ là tin được tình yêu chân thật là may mắn, không cần làm gì hết thì là may mắn, người đến rồi. Nhưng mà không nghĩ là phải rất là chăm chỉ khó, muốn xây dựng sớm là tình yêu chân thật không phải dễ, phải chậm chí nhiều lần nhiều việc phải làm. Và
Chị nghĩ là các bạn trẻ ngày nay gần hiểu biết gì về tình yêu chẳng hạn? Tại vì bây giờ thời gian nhiều các bạn trẻ xem nhiều phim Hollywood, một phim là hai tiếng có tình yêu chẳng hạn, nhưng mà trong cuộc sống của Phương cuộc sống không phải là hai tiếng, 20 năm, 30 năm. Chị nghĩ là bạn trẻ này ngày nay cần biết gì về tình yêu chẳng hạn? Chẳng hạn tốt đẹp hơn lên không, thì tôi nghĩ là bản thân mình có một cái lời không có chuyện đó xảy ra.
cuối cùng đó, nhìn bố chị ra rằng nhưng cảm xúc sai này tan mạng. You can tell I need Vietnamese lessons. Xem mặt đi sau cơn quán 2 năm. The in love feeling usually disappears after 2 years, according to research. So sau đó, người ta phải cố gắng để duy trì tình yêu với nhau. You have to work hard to love one another. Do you agree? Chị đồng ý hay là chị đồng ý hay là không đồng ý? Chị có suy nghĩ? Để đồng ý với công cái này thì không nghĩ đúng cũng hơi khó, bởi vì thật sự ra có thể là bởi vì có một cái suy nghĩ khác nhau về cái sự cố gắng, nhưng mà thật sự ra đúng có lẽ là không phải rất là đúng ở một cái cảnh tích cực, bởi vì thật sự ra thì cái tình trạng cái cảm xúc ban đầu á, cảm xúc ban đầu khi mà mình gặp cái người đối tượng của mình á, nó rất là sau được cường độ được duy trì trong 2 năm tôi thấy là khá là lâu đó. Bởi vì thực sự ra thì nhưng mà có một cái rất là đúng là khi mà mình đã có một cái cảm xúc rất là đặc biệt với một người đặc biệt và mình biết được rằng nó là cảm xúc tích cực của bản thân mình thì cái vấn đề của chúng ta mình phải biết cách giữ nó, phải biết cách duy trì nó không phải là từ chính bản thân mình không nữa, mà nó duy trì từ chính cái lối sống của mình nữa. Tại vì nếu như cả hai bạn đều cảm thấy là khi mình cố sống theo cái cảm xúc của mình đi, mà nếu như mà không còn cảm xúc với nhau nữa thì không chia tay thì các bạn sẽ mất đi rất là nhiều những cái lần như vậy nữa, bởi vì và không phải lúc nào mình cũng có thể gặp được một cái cảm xúc sợ đến từ hai phía, đó là điều rất là khó. Cảm xúc nó chỉ đến từ một phía thôi, không phải chỉ được, không phải là có đến từ hai phía. Cho nên là khi mà mình đã có được cái như bạn nói là chưa đến từ kể cả từ hai phía thì cũng có hiểu nó, bởi vì cái cơ hội nó không rất nhiều trong cuộc đời. Còn những cái thứ nào thì bạn phải học qua cuộc sống, và cái mà quan trọng nhất là bạn phải học từ chính đối phương của mình nữa, bởi vì khi mà hai bạn có cùng chung một cái quan điểm và cái cách để duy trì cái ngọn lửa tình yêu trong cái mối quan hệ của mình thì các bạn mới duy trì được. Chứ còn nếu như bạn không học từ đối phương của bạn và bạn làm một kiểu, đối phương của bạn làm một kiểu thì bạn không thể duy trì được chuyện đó, nhưng mà không thể là chính xác. Cho dù nó chưa mất đi mình cũng phải duy trì, và khi mà nó chưa mất đi mình càng làm cho nó phải strong hơn nữa thì nó sẽ không thể mất đi. Và nếu bạn đợi khi cái cảm xúc mình nó mất đi vì rất nhiều thứ, vì một cuộc cãi vã, vì những thông tin, và vì rất là quan điểm trong những ngay cả cách ăn mặc, cách cư xử, đúng không? Chứ chưa nói đến những vấn đề xã hội. radical-coaching.com. Right. So that's all for today. Thank you, Chị Lien, for sharing your thoughts. And don't forget, we are still on the What is True Love series. We have 2 more episodes to go. So see you next week for What is True Love.